chào tất cả các bạn, mình là Rita từ Du học Inspiro. Du học Hà Lan trở thành xu hướng hot hơn bao giờ hết bởi chất lượng giáo dục chuẩn châu Âu, môi trường học tập thân thiện cùng với tỷ lệ đậu visa khá là cao. Theo thống kê của Tổ chức Quốc tế hóa giáo dục Hà Lan NUFITNESO thì số lượng sinh viên quốc tế theo học tại quốc gia này lên đến 90.000 sinh viên từ hơn 170 quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, theo tình hình chung thì do ảnh hưởng bởi những cái điều không may vừa xảy ra mà visa du học hoặc là du lịch tại các nước châu Âu đã khó hơn trước rất là nhiều. Điển hình như là visa du học Hà Lan, nếu như trước đây tỷ lệ visa tại nước này lên đến 99%, thì hiện tại kỳ nhập học tháng 2 năm 2020, visa đã khó hơn rất là nhiều. Nếu như mà trước đây các bạn chỉ cần nhận được sự chấp thuận của trường đại học, thì các bạn đã gần như nắm được trong tay cái visa du học Hà Lan. Đại sứ quán họ thường không hỏi hoặc chỉ hỏi những cái câu đơn giản bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Anh, như là khóa học của bạn tên là gì, khóa học của bạn kéo dài bao lâu, bạn biết gì về trường. Tuy nhiên thì theo kinh nghiệm ở bên mình, kể từ tháng 12 năm 2019 thì cán bộ tại Đại sứ quán Hà Lan họ đã có hình thức kiểm tra nghiêm ngặt hơn. Điển hình là những học sinh ở bên mình, những bạn mà đang đợi visa cho kỳ tháng 2 năm 2020 đã có một buổi phỏng vấn trực tiếp với đại sứ, cán bộ của Đại sứ quán trong phòng riêng. Buổi phỏng vấn diễn ra khá là căng thẳng, nghiêm túc, hoàn toàn bằng tiếng Anh, và những câu hỏi đã được đề cập đến như là bạn đã và đang học chương trình gì tại Việt Nam rồi, bạn học tiếng Anh ở đâu, tại sao bạn lại chọn Hà Lan mà không phải là Việt Nam hay là một quốc gia khác, kế hoạch tương lai của bạn là gì, ba mẹ của bạn làm nghề gì, ai là người bảo trợ tài chính cho bạn, bạn có người thân ở Hà Lan không hoặc là ở các nước châu Âu không. Khá là may mắn thì tại vì những bạn học sinh bên mình đều có sự chuẩn bị khá là kỹ lưỡng trong cái vòng và các bạn phỏng vấn với trường, cho nên là mặc dù khá là bất ngờ nhưng các bạn vẫn vượt qua cái vòng phỏng vấn khá là trơn tru và hoàn thành tốt các câu hỏi của cán bộ đại sứ quán. Nhưng mà có một số bạn chia sẻ với bên mình là do các bạn tự nộp hồ sơ nên là các bạn không biết là có cái vòng phỏng vấn này, cho nên là các bạn chuẩn bị không có sự chuẩn bị trước, nên là các bạn khá là lúng túng và không có hoàn thành tốt cái vòng phỏng vấn. Thắt chặt visa du lịch và du học để diễn ra ở tất cả các nước. Lý do là hộ chiếu ở Việt Nam mình đã bị giảm độ tín nhiệm hơn so với trước đây bởi những cái điều không may vừa xảy ra, gây nên sự quan ngại đối với đại sứ quán ở tất cả các nước. Để xin visa du học thành công thì các bạn cần phải tạo cho mình cái tâm lý thoải mái, tự tin, và để làm được điều này thì các khâu chuẩn bị hồ sơ vô cùng quan trọng và các bạn phải luyện tập thật kỹ các câu hỏi phỏng vấn. Đặc biệt là những bạn đi du học Hà Lan để tham gia cái chương trình dự bị tiếng Anh thì các bạn cần phải chuẩn bị kỹ hơn. Bên mình hy vọng rằng các bạn sẽ chuẩn bị thật kỹ cho bộ hồ sơ du học của mình và chúc các bạn đạt được visa du học cũng như là thực hiện ước mơ du học của mình nhé. Nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc gì về du học Hà Lan thì các bạn đừng ngần ngại liên hệ với Inspiro Education để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.